72 giờ hình thành bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 lớn nhất Việt Nam khu tái định cư bỏ hoang suốt 5 năm ở Thủ Thiêm lần đầu sáng đèn, sau khi hơn 4.000 người mắc COVID-19 được chuyển đến điều trị. Nước, làm ơn mở nước đi. Trên này không có nước từ sáng đến giờ, một ép không giận dữ, nó chồng xuống từ tầng 13. Phía dưới, vài nhân viên y tế và dân quân tự vệ ngước lên nhìn, vừa khẩn trương khuôn giác các thùng hàng, đồ tiếp tế. Khoảng sân lớn giữa hai đốc chung cư ngổn ngang thùng giấy, đi carton chưa kịp thu dọn. Hai ngày qua, những lời phàn nàn từ nhẹ nhàng đến giận dữ thi thoảng vẫn dòng xuống. Dưới sân, vài chục người mất mãi mồ hôi chuẩn bị các phần ăn, nước uống cho hơn 4.000 người. Khu tái định cư Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức vốn là tòa chung cư bỏ hoang, suốt 5 năm chưa có ánh đèn. Sau 72 giờ, hàng nghìn ép công nhanh chóng lấp đầy các dãy nhà vừa được đặt tên gọi mới là bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6. Cả xóm cùng dập diện bé cấu, vào đây con, đừng chạy lại gần các chú. Chị C, 32 tuổi, ngụ quận 11, nói lớn, vừa chạy nhanh nắm tay con gái lại trước bé chạy ra cửa. Em thông cảm nha, con bé ưa chạy nhảy nên thấy mở cửa là muốn ra ngoài chơi. Chị C đứng nép sau cửa trò chuyện với chúng tôi. Cách đây một ngày, gia đình chị được thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Quá nửa số người là hàng xóm, họ hàng nơi gia đình chị sinh sống cũng nhiễm virus. Ngày nhập viện, con hẻm nhỏ nằm sâu trong quận 11 trợp màu xanh của đồ bảo hộ và ánh đỏ nhấp nháy của đèn xe cấp cứu. Chị C cùng hàng xóm và ba con gái nhỏ chỉ mới 2 tuổi, 4 tuổi và 7 tuổi được chuyển bệnh viện dã chiến tại Thủ Thiêm. Ngày đầu sinh hoạt tại khu điều trị, chị C cho biết khá bất ngờ vì được cách ly tại khu chung cư rộng rãi, có thể nhìn sang Biteco, quận 1 và các tòa cao ốc ở đảo Kim Cương, thành phố Thủ Đức. May mắn, ba đứa trẻ vốn thích đùa nghịch nhưng bám mẹ, thoải mái chơi đùa và không có biểu hiện sức khỏe bất thường. Bản thân chị C bị sốt nhẹ nhưng đã ổn định sau khi uống thuốc, bất tiện nhất là cấp nước trong sáng nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố chờ các anh chị dưới sân sửa chữa. Tôi đi qua khu chung cư vài lần, thấy heo hút, giấm tanh, nên đột nhiên có cả nghìn người giàu ở nên chắc chắn sẽ cập trập nhiều thứ, người phụ nữ này chia sẻ. Cạnh phòng cách ly của chị C là không gian sinh hoạt chung của gia đình vợ chồng ông N, 42 tuổi, ngụ quận 6 và bố mẹ vợ. Chiều tối, bà H tranh thủ lau nhà sau khi có đủ nước sinh hoạt. Ông N gọi điện thoại hỏi thăm tình hình người thân và cháu gái. Cô bé vừa hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì phát hiện dương tính. Một người thân khác của ông thì mệt, thở yếu và đang chờ kiểm tra y tế. Cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn. Cả hẻm có 9 người dương tính cùng được chuyển đi hôm qua. Họ hàng của tôi đã có 6 người, không biết hôm nay có thêm ai nữa không, ông nói. Theo cập nhật của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng 7 ngày trở lại đây, số ca mắc của thành phố liên tục vượt ngưỡng 1.000 người. Hàng loạt bệnh viện dã chiến cũng được hình thành gấp rút để tiếp nhận số lượng F không tương ứng. Tại bệnh viện dã chiến số 6, sau 72 giờ, số lượng F không hiện có là 3.432 người. Như vậy, trung bình một ngày, cơ quan chức năng cần chuẩn bị khoảng 10.000 suất cơm, nước uống cho các F không. Tuy nhiên, lực lượng đảm nhiệm công việc này chỉ có 100 dân quân tự vệ, 100 người chăm sóc hàng nghìn người 7 giờ sáng ngày 13 tháng 7. TS, bác sĩ Phan Minh Hoàng, giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp kiêm giám đốc bệnh viện dã chiến số 6, có mặt tại khoảng sân giữa hai đốc chung cư. Thưa các anh chị, tôi biết các anh chị có nhiều bức xúc vì tòa nhà thiếu thốn nhiều thứ. Chúng tôi đang cố gắng sửa chữa vì tòa nhà mới được đưa vào sử dụng. Chúng tôi đang ở đây cũng không có nước để sử dụng. Thật lòng mong anh chị thông cảm, giờ thêm 30 phút nữa thôi, vị giám đốc cầm micro trực tiếp chia sẻ với F công tại sân bệnh viện dã chiến. Chiều ngày 10 tháng 7, bác sĩ Phan Minh Hoàng nhận lệnh từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh để thành lập khẩn cấp bệnh viện dã chiến. Danh sách nhân sự và kế hoạch xây dựng đã được bác sĩ Hoàng phát thảo ngay trong đêm. Sáng ngày 11 tháng 7, 40 bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp đến tiếp nhận tòa nhà. Đúng 18 giờ, những F không đầu tiên nhập viện. Đến tối ngày 13 tháng 7, sau 72 giờ, bệnh viện đón tổng cộng hơn 3.400 F không. Ngay sau cuộc đối thoại với F0, bác sĩ Hoàng cùng trưởng đoàn bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược và ban chỉ huy quân sự tổ chức cuộc họp tại phòng điều hành và phân chia nhiệm vụ cho từng lực lượng. Bốn lớp tòa nhà sẽ được chia thành 4 khoa lâm sàng do bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh phụ trách chuyên môn. Dự kiến, sau khi các căn hộ còn lại sửa chữa hoàn tất, bệnh viện sẽ tiếp nhận thêm hơn 2.000 F0. Nhiệm vụ của chúng ta là theo dõi diễn biến của F0, nếu trong khả năng thì vẫn giữ lại, còn vượt khả năng lập tức chuyển đi. Đặc biệt, bất kể khi nào F0 có vấn đề sức khỏe, kiếp trực cấp cứu phải lập tức có mặt, bác sĩ Hoàng chỉ đạo. Ông cho biết mọi thứ còn rất mới mẻ, rất nhiều khó khăn và tình huống chưa lường trước được. Chẳng hạn, hôm qua, một F không tự ý xuống, lần sáng đèn sẽ thay đổi để làm nhiệm vụ lịch sử. Từ ngày 13 tháng 7, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông qua đề xuất cách ly tại nhà với F không. Nói về biện pháp này, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cho biết ngay cả khi Bộ Y tế chưa có yêu cầu, thành phố cũng đã chuẩn bị cân nhắc phương án này. Đây là một trong những giải pháp được người dân thành phố trông chờ bởi đa số F không triệu chứng. Việc cách ly tại nhà sẽ tạo cho họ tâm lý thoải mái hơn. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu cho thấy hệ thống y tế và tuyến điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải. Với chủ trương mới, có thể thêm nhiều F không được phân loại và cách ly tại nhà. Nhưng dự kiến, các bệnh viện dã chiến sẽ tiếp nhận số ca nhiễm tăng cao trong thời gian tới. Lúc này, chuyện khuôn vác đồ ăn, thức uống hàng ngày suốt mấy tầng lầu sẽ được giải quyết thế nào khi sức người có hạn. Những chiếc xe cấp cứu nhấp nháy đèn trước cổng bệnh viện để chờ chuyện F không hay dập nước mắt phía sau phòng ICU có thể vẫn còn dư dứt.